phía trước có một phương tiện đang tiến hành sơn vạch kẻ đường mới lại nha cô chú anh chị em, cho tuyến đường quốc lộ 50 này về Gò Công và về Mỹ Tho nè. Chăm xuống các thùng nước cho bà con mình mang về nè. Về làng. Rồi cái bình đó bị lủng sao rồi chú? Rồi, bà con mình ui. Mém mém. Thấy bà con mình ai cũng rất là háo hức, tại vì trông chờ những giọt nước nghĩa tình này về mới có nước sử dụng như cô chú anh chị em. Phải nói là bà con ở khu vực của huyện Gò Công Đông rất là vất vả luôn. Dạ xin chào cô chú anh chị em và các bạn quý vị khán giả thân mến. Trong video truyền hình nhiều tập hôm nay thì giống một cái sự xin được phép chia sẻ hình ảnh về tuyến đường quốc lộ 50 từ khu vực của cầu quay đường Đinh Bộ Lĩnh di chuyển trên tuyến đường quốc lộ 50 về chợ gạo và thẳng tiến về thành phố Gò Công. Và trong năm 2024 này thì mời quý diễn giả cô chú gần xa cùng xem lại con đường cảnh quê hương trên cái tuyến đường Đinh Bộ Lĩnh nối dài đến tuyến đường quốc lộ 50 về thành phố Gò Công. Thank you.
lẽ là mình nên gọi là con đường hai móng bò. Nhưng mà cũng đẹp ghê ha, mà sao cái lên nó không đẹp đẹp ha. Này còn phường chính của Mỹ Tho, mọi người là tới Tân Mỹ Chánh của Mỹ Tho. Rồi hướng chợ gạo. Chợ gạo là mình mới di chuyển tiếp rồi tới thành phố Gò Công. Rồi gọi là thành phố Gò Công rồi nha. Đây này là mình hết cái con đường Đinh Hữu Lĩnh rồi đó. Bên đây là giao với đường quốc lộ 50 rồi nè. Nói chung thì em muốn đi về chợ gạo Gò Công là phải đi tuyến đường này thôi, chỉ có tuyến đường này thôi. Cái đường quốc lộ 50 này thôi là tuyến đường huyết mạch luôn á. Để đi về chợ gạo với Gò Công. Đoạn này đoạn phường Tân Mỹ Chánh.
chuyển qua khỏi cái cổng chào này là hết khu vực ranh giới của thành phố Mỹ Tho và mình xuống khu vực của huyện Chợ Gạo. Nay lắp thêm cái đèn xanh đèn đỏ này đây nữa nè. Lúc trước đâu có đèn xanh đỏ này đâu. À, ngay chỗ đèn xanh đỏ này luôn có cái ngã ba nè, quẹo phải thì mình đi vô đi qua được Mẹ Nam Hải Tiền Giang á. Đó. Và đi qua Mẹ Nam Hải Tiền Giang bây giờ mình phải đi bằng phà nha. Phà Lộ Vàm. Bây giờ cũng đang làm cái cầu để bắt qua xã Sơn Đông của huyện Chợ Gạo để qua Mẹ Nam Hải Tiền Giang á, nhưng mà đang làm cầu Chợ Gạo thứ ba.
lớn rồi chưa. Ở đây nếu mà ai mà đi thẳng thì mình sẽ đi cầu chợ gạo cũ hồi xưa đó để đến chợ gạo, chợ gạo. Còn ai mà muốn đi về Gò Công á thì mình sẽ quẹo trái đó, quẹo trái để mình đi về thành phố Gò Công nha. Đó, một xe rất là lớn luôn, quẹo trái đó, phía trước có hai hướng đường đi đó. Ai mà đi thẳng thì mình sẽ về thị trấn chợ gạo, để về chợ chợ gạo, đi về cầu chợ gạo cũ hồi xưa, cầu treo chợ gạo cũ hồi xưa. Còn ai mà đi con đường bên đây là trên trục đường quốc lộ 50, đường này giống là tuyến tránh của thị trấn chợ gạo vậy đó. Mà đường này thì cũng có cầu chợ gạo, cầu chợ bợ này xây dựng thứ hai đó, sau cầu chợ gạo đầu tiên. Mà cầu chợ gạo này thì trên tuyến đường quốc lộ 50 thì nó lớn hơn so với cầu chợ gạo cũ. Đây chính là cái cầu chợ gạo thứ hai nè, bắc qua kênh chợ gạo. Nè, cho cô chú xem xíu nha. Đây, cầu chợ gạo cũ ngày xưa bên kia đó. Đây chính là kênh chợ gạo. Kênh chợ gạo bên dưới thì người ta làm cái bờ kè hai bên hết trơn nè, tránh sạt lở nè. Rồi cùng em tiếp tục di chuyển hành trình
đi trên tuyến đường quốc lộ 50 để về thành phố Gò Công nha. Ở đây cô chú quý vị dạ có nhìn thấy một cái tiếng đèn xanh đỏ phía trước có ngã ba nè.
kẹo anh Hải thì mình sẽ về Cù Lao Tân Phú Đông nha cô chú anh chị em. Bây giờ thì Cù Lao Tân Phú Đông được thành lập biệt, trở thành một cái huyện riêng biệt luôn rồi đó, huyện Tân Phú Đông, huyện Cù Lao. Bây giờ huyện Cù Lao thì do nó gần biển á, giờ nó cũng đang chịu ảnh hưởng của hạn mặn á, cho nên người dân bà con đó cũng thiếu nước sinh hoạt dữ lắm. Giờ tuyến đường quốc lộ 50 giờ là rộng hơn xưa nhiều lắm á, xưa nhỏ xíu mà, hồi xưa là không có cái làn xe hai bánh luôn, làn xe hỗn hợp thôi, giờ nó mở rộng cũng mấy năm nay rồi. Nên cũng có xe chở nước từ thiện nữa. Thank you.
tiếng với Gò Công, nổi tiếng với món bánh giá rồi chợ Dòng á, bây giờ là chợ Vĩnh Bình. Gò Công Tây thì có một cái thị trấn, đó chính là thị trấn Vĩnh Bình. Thank you.
kinh khủng khói luôn. Chạy Vĩnh Bình đó. Này thấy dễ mực, chắc là tính là sơn mệt cái đường lại nè. Dễ mực đầy dưới đây luôn. Mình cái đường này nó cũ rồi, vẽ lại cho nó mới, mình để bằng sáng. Gì vậy? Thạnh Lạc Đông. Đường này là có tuyến xe buýt nữa nha. Xe buýt nguyên một chiếc xe mà cẩu nãy luôn ha, chở thùng phi nước nghỉ nước từ thiện hả. Đường chắc nó hơi giờ ấy. Quý diễn giả có nhìn thấy một cái ngã ba nè, giờ trở thành một ngã tư nè. Đây còn ngày xưa em được nhớ đây còn gọi là ngã ba quận Hòa Đồng nè, ngã ba Hòa Đồng. Mình quẹo phải mình sẽ vào thị trấn Vĩnh Bình nha cô chú chị em, vào chợ Vĩnh Bình, ngày xưa còn gọi là chợ Hòa Đồng á, với món bánh giá. Ở bên trái là bến xe khách Gò Công nha. Gò Công Tây, bến xe khách Gò Công Tây.
theo em được nhớ là cái thời điểm mà trước năm 75 thời Việt Nam Cộng Hòa thì ở đây khu vực Vĩnh Bình này người ta có cái tên gọi đó chính là quận Hòa Đồng. Đây là một cái quận được tên là quận Hòa Đồng, bây giờ thì trở thành là huyện Gò Công Tây. Đây là khu vực của thị trấn Vĩnh Bình thuộc khu vực của huyện Gò Công Tây nha. Ở bên phải có đường tránh thị trấn Vĩnh Bình đấy nè. Rồi tiếp tục trên trục đường quốc lộ 50, mình sẽ hướng đổ về thành phố Gò Công. Trên đoạn đường quốc lộ 50 trong thời điểm này thì quý vị khán giả có thể nhìn thấy bắt gặp rất nhiều các xe chở nước miễn phí để cung cấp nước sạch sinh hoạt cho bà con mình ở khu vực đang bị hạn mặn xâm nhập không có nước sinh hoạt, đó chính là khu vực Gò Công. Thì ở khu vực Gò Công ngày xưa, ở khu vực Gò Công đến bây giờ thì nó có nhiều khu vực, bây giờ có 3 khu vực, đó chính là huyện Gò Công Tây, huyện Gò Công Đông là cái huyện giáp với ranh giới biển, và một huyện nữa đó chính là, xin lỗi, và một khu vực nữa ngày xưa gọi là thị xã Gò Công, bây giờ thì trở thành một thành phố Gò Công. Thành phố Gò Công là thành phố trực thuộc của tỉnh Tiền Giang quản lý. Và trong những năm sau này thì người ta thấy Cù Lao Tân Phú Đông là một cái cù lao nằm trên dòng sông Tiền, cũng ở khu vực của Gò Công, và người ta mới phân chia địa lý hành chính cho nó tách thành riêng biệt là một huyện của Cù Lao đặc biệt của tỉnh Tiền Giang, đó chính là huyện Tân Phú Đông. Quý vị khán giả, cô chú có nhìn thấy một chiếc xe bên trái có di chuyển qua, đó chính là tuyến xe buýt để về được thành phố Gò Công. Mình cũng có thể đi xe buýt từ Mỹ Tho, Chợ Gạo, Gò Công và ngược lại, cũng như nó cũng có một tuyến xe buýt từ Gò Công đến cầu Mỹ Thuận. Rồi bây giờ thì mời cô chú quý vị khán giả gần xa cùng tiếp tục xem cuộc hành trình, chia sẻ hình ảnh về con đường quê trên tuyến đường quốc lộ 50 để về Gò Công. Mà thấy mấy cây phượng ở Tiền Giang nó nở bông hết trơn rồi. Thank you.
sợ anh chị luôn á. Đúng rồi. Đi trên tuyến đường quốc lộ 50 Gò Công này thì mình sẽ có thể bắt gặp được một cái làng hoa hạnh trị luôn á. Có dịp thì em sẽ chia sẻ cô chú gần xa biết được làng hoa trồng hạnh trị trong những cái ngày cuối năm, trong thời gian sắp tới ha. Làng hoa hạnh trị là cái làng hoa lớn nhất cung cấp hoa Tết, lớn nhất ở Gò Công. Trên tuyến đường quốc lộ 50 này thì di chuyển rời khỏi khu vực của thành phố Gò Công thì nó cũng có một cái tuyến đường xuyên suốt để ra về tới Sài Gòn luôn, đó chính là tuyến đường quốc lộ 50 này. Và mình di chuyển qua khỏi thành phố Gò Công thì trên tuyến đường quốc lộ 50 này mình sẽ bắt gặp di chuyển qua một cái cầu, đó chính là cầu Mỹ Lợi, là cũng là một trong những cái cầu lớn ở khu vực của Gò Công. Nhưng cô chú anh chị em, trên tuyến đường quốc lộ 50 và từ đây di chuyển về đến cầu Mỹ Lợi thì khoảng 27 km nữa, và từ đây thì mình về tới thành phố Gò Công thì đâu đó còn khoảng cỡ 10 km nữa.
khu vực Gò Công Tông á. Ở khu vực Gò Công Tông là một cái huyện giáp biển và cận kề có bờ biển, và khu vực đó thì cũng hạn mặn rất là nhiều, trầm trọng luôn. Còn di chuyển một đoạn ngắn nữa thôi mình sẽ đến thành phố Gò Công nha cô chú anh chị em. À, đây là mình đến khu vực của thành phố Gò Công rồi nha. Vừa di chuyển qua cái bảng cổng chào lúc nãy á là mình đã đến khu vực của thành phố Gò Công. Thành phố Gò Công sẽ được công nhận trở thành thành phố vào năm 2025. Nhưng mà hiện tại thì trên bản đồ Google Maps đã check in thị xã Gò Công trở thành thành phố Gò Công của tỉnh Tiền Giang rồi. Tới đây thì mình sẽ thấy nhà cửa bà con sẽ khác hơn hẳn, dân cư rồi sẽ đông đúc hơn, cũng như là có nhiều cái những cái cơ sở vật chất nhiều hơn, những cái tiệm, những cái shop cũng nhiều hơn. Ở đây nhiều bản biển thì em thấy chưa có đổi tên nha, vẫn còn để là xã Long Chánh. Đoạn này là khu vực của xã Long Chánh, thị xã Gò Công. Nhiều nơi còn chưa đổi bản tên. Đây là khu vực của chợ Long Chánh nè. Em đang đợi đèn xanh đèn đỏ nha. Ở phía trước có một cái bảng rất là lớn á, bảng để cho thấy là thị xã Gò Công. Những biển này chưa thay đổi tên, chắc là trong cuối năm sẽ đổi tên thành thành phố Gò Công. Bên phải chính là bến xe thành phố Gò Công nha. Ở đây thì quý vị cô chú có thể nhìn thấy nè. Đó. Mình đi thẳng thì mình sẽ vào chợ Gò Công, chợ thành phố Gò Công. Còn nếu mình quẹo trái thì mình sẽ trên trục đường quốc lộ 50 tiếp tục di chuyển trở lên Sài Gòn. Đó. Như nãy cô chú anh chị em cũng có thể thấy đó, thì cái cổng chào cũng chưa có đổi luôn nha. Cuối năm nay này có thể sẽ phải bà đổi lại hết. Từ cái hồ sơ, giấy tờ, mọi thứ đổi lại thành thành phố Gò Công hết luôn. Nhà cửa san sát nhau luôn nè. Này mình chạy còn khoảng 1 km nữa thì mình sẽ đến chợ Gò Công nha cô chú anh chị em. Chợ thành phố Gò Công. Đây là khu phố 2, phường 4. Nếu cô chú anh chị em nào muốn lên Sài Gòn thì lúc nãy đoạn ngã ba nãy quẹo trái, mình sẽ chạy lên Sài Gòn trên tuyến đường quốc lộ 50. Thank you.
phải có cái thánh thất cao đài của thành phố Gò Công lớn lắm nè. Lớn lắm nha. Đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Lên cầu Long Chánh cái nào là đến chợ Gò Công, chợ thành phố Gò Công rồi đó. Bên phải là nhà lòng chợ mới của chợ thành phố Gò Công. Còn ở phía trước này nè, này là khu vực của chợ cũ của thành phố Gò Công. Giờ chưa nắng rồi cho nên là bà con mình nghỉ hết trơn, không có bán nha. Chợ này cũng có niên đại rất là lâu rồi nè. Chợ Gò Công này, cô chú anh chị em, ở thành phố Gò Công á, năm 1916 nha, lâu lắm rồi. Tượng đài rất là lớn nha cô chú anh chị em, tượng đài Trương Định nè. Rồi lúc nãy em có chia sẻ đó, thì cô chú anh chị em nào muốn lên Sài Gòn thì quẹo cái hướng ngã ba nãy em vừa chỉ á. Còn đây em vào nội thành thành phố Gò Công rồi. Video của em đây cũng dài rồi thì em xin kết thúc video tại đây đi nha. Hẹn gặp lại cô chú anh chị em mình ở những video tiếp theo của em nha. Nhớ bấm like trên video và đăng ký kênh ủng hộ em nha, để theo dõi những video mới nhất trên kênh của em nha. Mấy công trình lớn dữ dằn luôn nè. Đang những cái khu chung cư căn hộ này, cầu Trương Định này, ban đêm cũng đèn led đâu kìa, đẹp lắm. Ban đêm đèn led, mỗi đèn led đẹp lắm. Ban ngày mình thấy bình thường nhưng chứ không, đêm đèn led đẹp lắm. Rồi bye bye cô chú anh chị em nha. Hẹn gặp lại cô chú anh chị em ở những video sau của em nha.